Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 150. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đơn sắc đơn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung. Có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng, phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chương 5. Ngày thứ ba, bà Est mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Est đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà Est cây phủ việc vàng ở nơi tay mình. Bà Est lại gần và rờ đầu cây phủ việc. Vua nói với bà rằng, hỡi hoàng hậu Est, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Est nói, nếu nhiệm ý vua,
Xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng, hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà Esther đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Esther rằng, nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Esther đáp rằng, này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. Haman cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu Esther chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mardochê người Giu-đa ngồi tại cửa vua. Seret vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng, hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mardochê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Haman, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Chương 6. Đêm đó vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mardochê đã tỏ ra mưu của Bích Than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua Assyru. Vua nói, vì công sự ấy, Mardochê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng, người chẳng được chi hết. Vua hỏi, ai ở nơi viện trung? Vả, Haman đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mardochê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mardochê. Các thần bộc của vua thưa rằng, kìa Haman đứng nơi viện trung. Vua bèn nói, người hãy vào. Haman bèn vào. Vua nói với người rằng, phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm rằng, vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Haman bèn tâu rằng, hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó, áo triều và ngựa, thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cưỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Haman rằng, hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho Mardochê người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mardochê, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn Mardochê trở về cửa vua, còn Haman lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Haman thuật lại cho Seret vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Seret vợ người nói rằng, ông đã khởi mọi sa bại trước mặt Mardochê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Haman đến dự tiệc yến mà bà Esther đã dọn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con.
thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.